Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những cho bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Chi tiết về tình hình tiền bạc và công việc của bạn trong tháng 10 này và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Chờ mình xin mời các bạn cùng chọn tụ À, bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi uh, tình hình uh, tài chính và công việc của các bạn trong tháng 10 này sẽ như thế nào. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tuần một là những người có sự nhạy bén trong công việc làm ăn kinh doanh ha một số bạn có thể là bạn là một người có cái sự thực tiễn thực tế rất là cao các bạn là những người làm ra tiền bạc tốt ha và là những người cũng rất là thích làm từ thiện làm việc thiện nguyện các bạn có tiền là các bạn sẽ cho đi sẽ giúp đỡ những người cơ cực không có hơn các bạn à, các bạn rất là hào phóng rộng rãi ha là những người rất là yêu thương gia đình và cha mẹ là những người có sự gọi là chú ý vào những cái vấn đề rất là chi tiết rất là tỉ mỉ trong cuộc sống và ở đây mình thấy có thể là bạn cũng là một người giỏi ăn nói, khôn ngoan, tinh tế. Một số bạn các bạn có một cái vẻ ngoại hình cũng rất là thu hút người khác. Ở đây mình thấy thì các bạn tuần 1 có thể là các bạn là những người kiểu gọi là làm hết mình và chơi hết sức kiểu vậy. Các bạn đang lên kế hoạch gì đó cho cuộc sống các bạn. ha Một số bạn có thể là bạn đã biết đối mặt với vấn đề của mình, tình huống vấn đề của mình để bạn có thể vạch ra một cái đường hướng tương lai tốt hơn. À, một số bạn ở đây mình thấy các bạn là những người tự lập, tự cường Cho nên là mọi việc cuộc sống của các bạn Các bạn đều phải giải quyết một mình hết Ừ Và bạn cũng không có thích nương tự hoặc là cậy nhờ bất kỳ ai hết Và ở đây mình thấy dường như là trong cuộc sống của bạn Với sự quyết tâm, sự cố gắng và sự nỗ lực và Sự chăm chỉ các bạn Và cái lòng tốt chân thành của các bạn mang đến cho mọi người Các bạn đang thu hút cái nguồn tiền tài đến với các bạn đó Ừ À, và cuộc sống của bạn cho đi sẽ được nhận lại thôi ha bạn đã có một cái tâm ý các bạn muốn giúp đỡ người khác các bạn hay hy vọng bạn sẽ có được là nhiều tiền để bạn có thể chia sẻ nhiều hơn cho đi nhiều hơn ừ, thì mình thấy với cái tấm chân tình đó của bạn vũ trụ sẽ không nở lòng à, có sự từ chối cái lời nguyện cầu các bạn có khả năng vũ trụ sẽ mang đến cho bạn những quý nhân những cơ hội để bạn có thể sản sinh thêm tiền bạc ha để có thể cho đi nhiều hơn ừ, mình thấy là như vậy rồi bây giờ mình sẽ chia làm hai nhóm ha. À, cho nhóm đầu tiên là những bạn gọi là đang lây hoay tìm kiếm công việc ừ, để xem coi cái tình hình uh, tiền bạc rồi uh, công việc của bạn trong cái tháng 10 này sẽ như thế nào. À, sau đó là các bạn đã có công ăn việc làm ha. Ừ. Rồi sẽ liên kết năng lượng với các bạn đang lây hoay tìm kiếm công việc thì cái vấn đề uh, công việc sự nghiệp của bạn trong cái tháng 10 này sẽ như thế nào. Ở đây mình thấy các bạn mà đang lay hoay tìm kiếm công việc thì có thể là bạn nên tìm kiếm cơ hội bởi vì có cơ hội xuất hiện các bạn. Và mình thấy các bạn đây là cái thời điểm mà các bạn sẽ học hỏi nhiều hơn ở người khác. Và mình thấy bạn phát triển được cái sự khôn ngoan, sự đổi mới bản thân. Các bạn có sự gọi là khiêm nhường hơn ha, các bạn có sự khéo léo hơn, các bạn có sự tiết chế và điều độ hơn các bạn không có còn cái sự gọi là hấp tấp bập chợp nữa mà mình thấy các bạn sẽ chú tâm học hỏi và phát triển các bạn rất là yêu thương gia đình và các bạn không có nợ để cho gia đình của mình có sự lo lắng với các bạn nữa và bây giờ các bạn có sự gọi là tự mình đứng dậy trong cái đôi cánh của bản thân hoặc là trong cái sự phát triển riêng của mình các bạn không có muốn nhờ vả người thân hoặc là các bạn rất là muốn gọi là giúp đỡ gia đình cha mẹ cho nên là các bạn sẽ có sự song pha à, sẽ số ra cố gắng tìm kiếm cơ hội và mình thấy cơ hội đang có sự nở hoa đối với các bạn ha một số bạn sẽ nắm bắt được cơ hội này và các bạn có được cái sự gọi là giúp đỡ hỗ trợ từ một cái người mang năng lượng nữ. mình thấy đây là một người mang nguồn năng lượng của một sự gọi là ấm áp, là sự yêu thương, là sự quan tâm người khác ha và người này có thể là cho bạn lời khuyên hoặc đây là cái người chủ mới của các bạn. một số bạn sẽ làm việc trên một công ty gia đình, à, công ty tư nhân hoặc là một vài bạn có thể là các bạn sẽ sẽ có cái sự gọi là làm việc cho một cái cơ quan công ty mà nhiều nhân viên à. và mình thấy ở đây mình thấy là có thể là bạn sẽ được mọi người rất là yêu mến ha trân trọng và đối xử với bạn như những người thân trong gia đình vậy đó ừ. một vài bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn sẽ cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc với cái điều mà bạn có được mà mình thấy dường như tài chính của bạn nó cũng có sự gọi là tăng trưởng và nở rộ có thể là nguồn tiền lương của bạn nó cũng khá là cao ha à, đáp ứng được cái mong đợi các bạn và ở đây mình thấy dường như các bạn nên có sự chú trọng về mặt sức khỏe nữa đó ha à, phải có sự chú trọng về mặt sức khỏe tinh thần các bạn thật là tốt thì bạn mới có thể gọi là có được cái sức khỏe tốt rồi mình mới có thể làm việc tốt và mới được có được cái sự thành công à, sự tiến triển từng ngày có một vài bạn có thể làm ăn là bạn có sự gọi là tìm hiểu về những công việc mà liên quan đến đó. sự sáng tạo hoặc liên quan đến nấu ăn ha à. À, liên quan đến chữa lành vân vân nói chung là mình thấy là bạn là một người giỏi giang cho nên là bạn nhảy bén trong việc kiếm tiền cho nên cái việc gì bạn làm cũng được hết miễn là bạn có sự tập trung và có sự cố gắng nỗ lực và đừng buông bỏ nửa chừng đừng có sự nản chí ừ. Và trong giai đoạn tháng 10 này mình thấy cũng có khả năng là cũng có những cái sự đôi khi bạn cảm thấy hơi sự bốc đồng Hoặc là nóng nảy nhưng mà phải biết gọi là kiểm soát cái tôi, cái bản um, ngã của bản thân mình ha Đừng tranh chấp, đừng gây cãi, đừng gây hấn bất kỳ ai hết Bạn càng mềm mỏng, bạn càng nhẹ nhàng thì nguồn tiền tài nó càng đến với bạn nhiều còn bạn có sự tranh chấp nóng tính con nít thì những cái nguồn năng lượng xấu này nó sẽ đẩy những cái sự thịnh vượng may mắn của bạn đi xa đó cho nên là bạn càng gọi là sống trang hòa hòa nhã dễ thương thoải mái vui vẻ thì mọi người rất là thích bạn và có khả năng họ sẽ có sự ủng hộ hỗ trợ giúp đỡ gì đó cho các bạn ha, trên cái con đường phát triển sự nghiệp của các bạn đó và dường như mình thấy các bạn cần phải có sự đổi mới bản thân chứ bạn không có còn là cái người cũ nữa các bạn phải học hỏi những cái điều mới hơn um, và phát triển là cách thức mới trong cái công việc của mình chẳng hạn ừ. hoặc là có nhiều ý tưởng phong phú và đa dạng hơn ha mình thấy là như vậy Đây mình thấy cái vấn đề tài chính các bạn có thể là các bạn cũng phải uh, cố gắng ha um, kiểm soát tài chính của mình. Có khả năng là các bạn cũng rất là muốn mua nhiều thứ nhưng mà mình thấy các bạn cũng nên có sự cân bằng xem xét ha, cái nào có lợi và cái nào gọi là chưa cần thiết kiểu như vậy. Mình thấy các bạn sẽ có sự gia tăng tài chính như mình nói đó ha, nguồn tiền đối với các bạn. Có khả năng còn có những cái sự tăng trưởng bất ngờ, có những khoản tiền bất ngờ hoặc là một vài bạn ở đây thì mình thấy các bạn cần phải hết sức gọi là rõ ràng trong cái vấn đề chi tiêu để bản thân của mình không có bị hao hụt ừ. và đôi khi một số bạn cái vấn đề tiền bạc các bạn có sự gọi là hợp tác hoặc là có một sự cho ai đó mượn hay gì đó nói chung là mình thấy cái vấn đề tài chính các bạn cần hết sức kỹ lưỡng để tránh cái sự tranh cãi gây gỗ với nhau ha các bạn đừng vội vàng đừng hấp tấp làm bất cứ điều gì mà liên quan đến tiền bạc à, tiền bạc thì khó kiếm cho nên là mình hết sức gọi là kỹ lưỡng và cẩn trọng thấu đáo và đặc biệt một số bạn có khả năng là các bạn sẽ nên chăm chút hơn cho cái sức khỏe của các bạn ha, để tránh bị bệnh bởi vì mình thấy có khả năng các bạn sẽ sử dụng tiền để lo cho vấn đề sức khỏe và đặc biệt đến cái khâu gọi là uh, liên quan đến bao tử dạ dày á tiêu hóa rồi đó ha hoặc là ho sổ mũi vân vân và mình thấy thì nói chung là các bạn có tiền bạc đến các bạn thậm chí có một số bạn là có những cái nguồn tiền à, đến một cách nhanh chóng ừ, hoặc là nó sẽ suôn sẻ hơn thuận lợi hơn nhưng mà các bạn cần phải rõ ràng trong chi tiêu như mình nói ha. Ừ. và phải có sự gọi là làm rõ những vấn đề tại, tại sao lại hao hụt tiền bạc ha. để bản thân của mình không có tái phạm ừ. để tránh những cái hiện trạng những cái trạng thái như là rò rỉ tiền bạc mình không có để ý mình không quan tâm thì À, số nhỏ nhưng mà sau này nó sẽ là một cái số lớn Kiểu như vậy Nói chung ở giai đoạn gọi là cuối tháng 10 Là mình thấy dường như Nửa cuối tháng 10 là những cơ hội Hoặc là những cái vấn đề về tài chính của bạn nó phát triển à, Tốt đẹp ừ. Một số bạn có thể là bạn sẽ lấy tiền Mà đi đóng tiền cho những cơ quan tổ chức gì đó Mà bạn có sự gọi là tham gia Hợp đồng của họ vân vân, Họ đóng thuế À một số bạn sẽ mua những cái món đồ mình yêu thích cho nên bạn phải tiết chế đó ha phải tiết kiệm sẽ tốt hơn với bạn so với việc bạn gọi là mua sắm nhiều thứ quá à, bởi vì công việc chưa ổn định cho nên các bạn cần thiết phải có sự gọi là đảm bảo an toàn cho tương lai bằng một cái lối sống lành mạnh hơn một số bạn có khả năng được ai đó giúp đỡ về tiền bạc tài chính và ở đây mình thấy các bạn hạn chế đừng tránh gọi là tham gia vào những vấn đề kiếm tiền liên quan đến uh, liên quan đến đỏ đen cờ bạc đó. À, nó không có tốt cho các bạn nó ảnh hưởng xấu cho các bạn đó tốt nhất là nên tránh xa ha ừ. ở số bạn có tiền nhưng mà phải biết cách uh, giữ tiền ha có tiền mà không biết cách giữ tiền thì cũng như không mà ừ. đây mình thấy có thể là có một số bạn các bạn sẽ có được cái nguồn tiền các bạn sẽ mua sắm vàng bạc đá quý gì đó ừ, mình thấy là như vậy nói chung là tháng 10 này là cái tháng đầy hy vọng cho các bạn ha chỉ là cái vấn đề tài chính thì mình biết sử dụng khôn ngoan thì mọi thứ sẽ được đảm bảo ha những chắc ở đây mình thấy một cái thông điệp rất là tốt đẹp dành cho các bạn ha đó là um, bạn nhận được sự hỗ trợ của vũ trụ ha bạn có sức mạnh bên trong để tạo ra thế giới của mình bạn đang được khuyến khích thấy rằng sức mạnh này chỉ tồn tại khi bạn uh, đến từ cái không gian của tình yêu ha hãy uh, giải phóng mọi những cảm giác độc hại và cảm thấy may mắn khi bạn được uh, biết đến vũ trụ và bạn thật mạnh mẽ khi bạn biết chia sẻ tình yêu của bạn với thế giới này uh và bạn đang được vũ trụ và các thiên thần ha khuyến khích bạn trở thành một người lãnh đạo mạnh mẽ có tình yêu thương ừ. có hai cách chấp nhận quyền lực ha bạn có thể sử dụng nó để gieo rắc nỗi sợ hãi và chế người người khác hoặc là bạn có thể sử dụng nó để hướng dẫn và trao quyền cho bản thân và những người khác hãy làm gương hãy trở thành một nhà lãnh đạo yêu thương đầy quyền lực mà bạn mong muốn được thấy trong cái cuộc sống của mình bạn là một người mạnh mẽ và tràn đầy tình yêu thương ở đây ừ mình thấy có khả năng một số bạn sẽ được nâng lên một cái tầm cao mới, phát triển cái nỗ lực bên trong, thậm chí các bạn là những người làm việc nếu mà có hiệu quả là các bạn sẽ được thăng chức ha nhanh hơn người khác đó, cho nên hãy cố gắng biến nắm bắt cơ hội đến với bản thân của mình, hãy học hỏi nhiều hơn, hãy phát triển nhiều hơn, hãy tìm hiểu thông tin kiến thức nhiều hơn, nó sẽ giúp ích giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Và ở đây cái suy nghĩ tích cực sẽ tạo ra kết quả tích cực nha. À, tình huống của bạn đòi hỏi bạn phải có những cái suy nghĩ nâng cao tinh thần Đó là những cái thành phần kỳ diệu mà bạn đang tìm kiếm Mặc dù là bạn có thể phản đối rằng bạn đã có tư duy tích cực Nhưng mà thiên thần Michael khuyên bạn nên thanh lọc suy nghĩ và lời nói của mình Khỏi mọi lo lắng hoặc là tiêu cực khác Có thể làm giảm bớt những cái điều mà bạn mong muốn đó Thiên thần nói với bạn là bạn có thể biết suy nghĩ của mình đang mang tính xây dựng như thế nào Bằng cách chú ý đến cái sự kiện gần đây trong cuộc sống Ừm uhm. Vì có những cái mối tương quan trực tiếp giữa suy nghĩ tích cực và kết quả tích cực ha Và ơn cho anh đang giúp cho bạn dược dạy tinh thần Để bạn thực sự gọi là có những cái mức độ trải nghiệm cuộc sống Mang đến cho bạn hạnh phúc ha và ý nghĩa Hãy áp dụng những cái thói quen khẳng định uh, hàng ngày Khẳng định những sự tích cực hàng ngày ha Hoặc là đọc một cuốn sách Hoặc tham gia một cái lớp học về những cái lời khẳng định tích cực và tránh đổ lỗi cho bản thân hoặc là người khác và thay vào đó bạn hãy tập trung vào các giải pháp ừ. thay vì bạn lo lắng về điều gì đó thì hãy cầu nguyện và thực hành cái sự yêu thương từ bi ha ở đây thì mình thấy là cái tình huống của bạn sẽ được hưởng lợi từ cái khiếu hài hước của bạn ha ha ừ. hãy xem cái trải nghiệm của bạn nó như thể một cái bộ phim ha ừ. bạn hãy nhớ rằng sếp đã từng nói rằng tất cả thế giới là một cái sân khấu Ừ, bởi vậy à, bằng cách có được cái nhìn mới về hành vi của mọi người hoặc là bạn có thể gọi là à, có sự hài hước hơn trong những cái tình huống mà mình gặp phải thì, thì bạn cho phép bản thân của mình cảm thấy thoải mái thư giãn một chút ừ, hoặc là bạn có thể khi bạn hài hước bạn vui vẻ bạn giúp cho mọi người bỏ đi cái sự phòng thủ của họ để tình yêu có thể bước vào và hàn gắn cái tình hình và các mối quan hệ ha hoặc là trong công việc mới này mình thấy cần dường như các bạn phải nâng cao cái khiếu hài hước ha cái sự gọi là Đoàn kết thân thiện các bạn thì các bạn sẽ có được cái lợi ích cao hơn à. Và hãy biết rằng Một nụ cười là 10 thang thuốc bổ ha Cho nên các bạn được khuyến kết Hãy lạc quan, yêu đời, vui vẻ hơn Thì may mắn tự khắc nó sẽ đến với các bạn à. Một số bạn thì cái mục đích cuộc sống của bạn Nó liên quan đến viết hài kịch Hoặc là diễn xuất Hoặc là uh, liên quan đến sự sáng tạo ha. Uh, Liên quan đến những câu chuyện cười Vân vân Nói chung là mà liên quan đến giải trí ha kiểu như vậy ừ. và đôi khi bạn sẽ giúp cho người ta tốt hơn vui vẻ hơn khi mà có được cái sự xuất hiện các bạn hoặc là thông qua lời nói của các bạn mà giúp cho người ta cảm thấy tinh thần thỏa mãn à, bình thản hơn rất là nhiều ừ. ở đây một số bạn các bạn được khuyến khích thể nâng cao kỹ năng nói và sự tự tin của các bạn bởi vì nó sẽ giúp ích cho công việc của bạn phát triển và thăng hoa ha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ À, à những bạn mà đang lây hoay tìm kiếm công việc ở đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ tới với các bạn gọi là à, đã có công việc rồi thì để xem coi tình hình công việc và tài chính của các bạn trong cái tháng 10 này sẽ như thế nào. Rồi, tình hình công việc của các bạn đang đã, đã có việc làm. Trong tháng 10 này sẽ như thế nào? một số bạn đã có việc làm có thể là mình thấy các bạn sẽ có sự cố gắng cân bằng để giải quyết mọi thứ một cách ổn thỏa có thể là một số bạn sẽ kết thúc xong một cái dự án một cái kế hoạch nào đó ha, và mang đến cho bạn những cái nguồn lợi những cái sự thành công những cái sự tươi vui hạnh phúc một số bạn sẽ có sự đoàn kết với đội nhóm hơn hoặc là sẽ có những cái buổi tiệc ăn mừng chúc mừng cho những thắng lợi thành công này một vài bạn có thể là hợp tác với đối tượng quốc tế đối tác quốc tế hoặc là các bạn sẽ học ngoại ngữ hoặc là các bạn sẽ, có một cái sự phát triển mở rộng gì đó liên quan theo hướng quốc tế ở đây ha ừ. một số bạn ở đây mình thấy dường như là các bạn sẽ có một cái sự sôi sục cái lòng nhiệt huyết nhiệt tình của các bạn phấn khởi và các bạn có được cái sự xác định được cái mục tiêu hướng đi con đường rõ ràng hơn hoặc là những kế hoạch mới những dự án mới những cái tin tức tốt lành đang kéo đến với các bạn trong tháng 10 này ừ. Và mình thấy dường như các bạn cũng có sự quan tâm nhiều hơn đến gia đình, cha mẹ À, hoặc là các bạn uh, sẽ có một cái sự kết hợp với một cái người mang năng lượng nữ đây là một người uh, đảm đang giỏi giang thông minh nhạy bén uhm, và có một cái sự gọi là có um, sự đảm đang sự yêu thương từ bi rộng lượng uhm, có khả năng đây là một cái người đối tác của bạn hoặc là uh, một số bạn thì có khả năng các bạn có được cái sự dư giả sự đủ đầy thậm chí có một vài bạn còn mua đất mua nhà mua cửa hoặc là các bạn có được một cái sự gọi là trọn vẹn vui vẻ hơn hạnh phúc hơn rất là nhiều nói chung là công việc sự nghiệp các bạn nó trên đà thăng tiến ha à, các bạn cảm thấy hài lòng mãn nguyện tuy nhiên thì hết sức bình tĩnh và phải luôn có sự gọi là biết ôn hòa với mọi người nhẹ nhàng với mọi người thì công việc của bạn nó sẽ phát triển và mang tính chất vượt à, trội hơn rất là nhiều so với những lúc trước ha một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn à, cần phải tập thể dục các bạn phải có một cái lối sống lành mạnh hơn hoặc là bạn nên gọi là ra ngoài hít thở không khí trong lành kết nối với thiên nhiên nhiều hơn thì lúc đó bạn cảm thấy thoải mái tỉnh táo thì bạn mới có những cái quyết định rõ ràng hơn trong công việc hoặc là mọi thứ nó sẽ diễn biến một cách êm ái nhẹ nhàng và suôn sẻ hơn với các bạn ừ. Một vài bạn thì mình thấy các bạn tiến đến được một cái ước mơ, một cái nguyện vọng gì đó của bạn trong công việc đó. Ừ hoặc là một vài bạn có thể là bạn muốn có một cái sự làm từ thiện hoặc là làm một đóng góp một cái gì đó tích cực cho cộng đồng thì bạn cũng làm được luôn ha à, hoặc là bạn sẽ tham gia một cái cộng đồng hoặc một cái tổ chức nào đó mà liên quan đến sự giúp người hoặc liên quan đến sự gọi là hợp tác để tạo ra những cái giá trị chung gì đó vân vân Rồi, tài chính của các bạn đã có việc làm trong tháng 10 này sẽ như thế nào? ở đây mình thấy tài chính của bạn cũng khá là ổn định ha nói chung là bạn cố gắng nỗ lực làm việc chăm chỉ thì bạn sẽ có kết quả xứng đáng một số bạn có khả năng các bạn sẽ sử dụng tiền để các bạn có thể là mua xe hoặc là các bạn đi du lịch chuyển động gì đó ở đây hoặc là một vài bạn ở đây có thể là tài chính của bạn nó có sự tăng trưởng phát triển nhưng mà dường như cũng sẽ có những cái vấn đề gì đó mà bạn cần phải chi tiền có thể là bạn sẽ có những cái chuyến đi du lịch nước ngoài hoặc là công tác gì đó vân vân và mình thấy có khả năng là các bạn cũng sẽ mua sắm quần áo hoặc là các bạn có sự gọi là chú trọng hơn vào bản thân của mình cho nên là mình thấy các bạn có tiền nhưng mà các bạn cũng sẽ dùng để phục vụ cho công việc của các bạn ha. Một số bạn ở đây mình thấy các bạn phát triển công việc các bạn và các bạn gia tăng thu nhập nhờ có khả năng ăn nói, sự khôn ngoan, về kiến thức tri thức. Các bạn càng nâng tầm các bạn lên thì tiền bạc nó đến với các bạn càng nhiều ha và mình thấy nếu mà các bạn nào có những khoản nợ gì đó hãy giải quyết những vấn đề đó à, thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng nhẹ nhõm rồi các bạn có được cái nguồn sức sống tươi vui các bạn có sự uh, phát triển công việc của bạn một cách uh, vững vàng một số bạn ở đây mình thấy dường như các bạn sẽ um, sẽ có khoảng thời gian rất là tập trung vào công việc luôn chăm chỉ nỗ lực hết sức mình ha um. Và có thể công việc của bạn mang tính uh, gọi là lập kế hoạch lập là cả thiết kế gì đó vân vân hoặc điều chỉnh một cái bộ máy, một cái bộ phận nào đó. Ở đây mình thấy dường như giai đoạn cuối tháng 10 thì có thể năng là một số bạn có những cái vấn đề gì đó mà bạn hơi um, hơi tổn thương về mất vấn đề tài chính. Có thể năng là các bạn hơi <laughs> bị hao hụt một chút ha. Hoặc là mình thấy các bạn cẩn trọng trong việc hợp tác làm ăn với người khác kiểu vậy nếu như các bạn cảm thấy ở ờ, cái người đó không có không có đáng tin cảm thấy không phù hợp hoặc là có khả năng là có ai đó à, với một cái sự gọi là có sự liên kết với các bạn dựa vào cái mối quan hệ giữa bạn với họ cho nên là họ muốn mượn tiền hay gì đó thì các bạn cũng được khuyến khích là hãy có sự quan sát xem xét nếu được thì cho mượn còn không thì thôi ha hãy lắng nghe trực giác các bạn bởi vì nó rất là nhạy bén trong thời điểm này. Uhm. Ừ, nhưng mà mình thấy có một vài bạn ở đây là sẽ có khả năng là cho mượn người ta sẽ bay luôn đó à. Một vài bạn ở đây thì mình thấy là cái vấn đề tài chính của các bạn Hãy cẩn thận hơn trong vấn đề đầu tư ha, Để tránh đầu tư sai người sai chỗ rồi mất tiền của mình ha, Rồi hối tiếc ừ, Nói chung là mình thấy dường như cái cuối tháng 10 là có những cái vấn đề tài chính nó không có được gọi là trọn vẹn Hoặc là có khả năng là các bạn sẽ có những cái sự phải chi tiền khá là nhiều cho nên là bạn cũng cảm thấy hơi Hơi buồn ha, ha kiểu như vậy ừ. nhưng mà không sao ha thì uh, cuộc sống có lúc có sự thăng có lúc có sự trầm uh, vì của các bạn cần phải có sự bình tĩnh xu theo dòng à, và cần phải có một cái sự gọi là biết suy nghĩ uh, kiểm soát bản thân mình thật là tốt cũng như là um, đừng để bản thân của mình trở nên quá nghiệt ngã nếu như tiền bạc của bạn nó không có được hanh thông thuận lợi trong giai đoạn cuối tháng Uh, nhưng mà mình thấy chủ yếu là các bạn uh, có khả năng là các bạn do ăn tiệc nhiều nè, ở bạn đi đi đâu đó nhiều công tác nhiều mua sắm nhiều cho nên là đôi khi nó bị hao hụt là như vậy. Um, thì có những điều phải lo thì mình phải trả tiền với chi tiền thôi, uh, phải chấp nhận thôi. nhưng mà um, hãy có một cái sự gọi là sử dụng đồng tiền khôn ngoan để tránh bị mất tiền bị uh, người khác lợi dụng lừa đảo ha. Uh. hoặc là các bạn có khả năng là muốn mua sắm nhiều thứ nhưng mà mình thấy có thể là bạn mua phải những cái món đồ kiểu như là nó mắc hơn với cái giá thực thực tại của nó kiểu như vậy ừ. hoặc là một vài bạn mua xe hay mua gì đó thì các bạn nên có sự gọi là à, quan sát xem xét kỹ lưỡng thấu đáo ha à, suy nghĩ kỹ hợp, kỹ càng rồi hãy mua chứ đừng có vội vàng hấp tấp bởi vì mình thấy dường như có một số bạn chi tiền rồi các bạn lại tiếc tiếc núi ừ. mình thấy là như vậy nhưng mà nói chung thì mình thấy là tiền bạc của bạn nó rất là ổn áp chỉ là do mình còn phải cân bằng lại trong cái vấn đề gọi là tiêu xài của mình thôi ha hoặc có kế hoạch rõ ràng thì nó tốt hơn ừ. hoặc là giai đoạn này có ai đó dùng lời ngon ngọt kêu gọi bạn đầu tư rót vốn đầu tư hoặc là hợp gũ bạn có sự gọi là um, gom tiền mua đất chung hay gì đó ha à, gom góp tiền ở đây thì các bạn đừng có vội vàng đừng có tin người quá ừ. hãy quan sát hoặc là hỏi những cái người có kinh nghiệm đi trước để mình không có bị rớt vào cái hố của người khác hoặc là nếu cần phải có sự can thiệp của hồ, của luật sư của giấy tờ của công chứng ha của luật pháp luật để mình cái cái quyền lợi của bạn sau này nó được đảm bảo an toàn kiểu như vậy còn nếu như một cái sự hợp tác mà không có giấy tờ gì hết không có một cái sự rõ ràng ha không thấy không biết tương lai nó như thế nào có sự mù mờ thì tốt nhất là mình đừng có nghe theo để tránh thất thoát tiền bạc của mình giai đoạn này nhiều người làm ăn không được họ sẽ làm liều cho nên là đôi khi uh, sẽ có những người gọi là lợi dụng người khác ha để chiếm đoạt tài sản nên việc của các bạn cần phải bình tĩnh chi ừ. xét và đừng có để uh, dễ dàng bị dụ <laughs> new beginning uh, một số bạn sẽ bắt đầu những cái điều gì đó mới mẻ kế hoạch mới dự án mới Ở đây thì mình thấy là một cơ hội mới sẽ đến với các bạn và các thiên thần đang giúp cho bạn bước qua cánh cửa một cách dễ dàng ha. Có ừ. thể là một số bạn các bạn có những cái cảm giác kháng cự gần đây hoặc thậm chí bị mắc kẹt, nhưng đây là khởi đầu mới mà bạn đang tìm kiếm. Á. Hãy tận dụng cơ hội này để bạn khẳng định cái sự tự do mà bạn xứng đáng có được và cho phép bản thân của mình tách ra khỏi những cái biến cố hoặc là những thử thách đang cản trở cái con đường của bạn ha. Hãy tiến về phía trước một cách mạnh mẽ. Ừ và những cơ hội mới đang đến với bạn vào lúc này là do cái sự hướng dẫn thiên liên à, cho dù đó là một cái mối quan hệ mới một gia đình hoặc là sự nghiệp hay là con cái Hãy nắm bắt lấy và tận hưởng cái sự khởi đầu mới thú vị và thịnh vượng đang được vũ trụ và các thiên thần mang đến cho các bạn ừ. hiện tại có cái ánh sáng thú vị và dồi dào xung quanh bạn ha ở đây các bạn cũng được khuyến khích là hãy có sự dành thời gian để đưa ra quyết định nha à, có thể là bạn đang hỏi về một cái tình huống gì đó có một cái sự bó rối hoặc là do dự thì một cái dấu hiệu cho thấy là bạn không nên lao vào bất cứ điều gì. Nhiều thông tin hơn sẽ được tiết lộ khi thời gian trôi qua. Và điều này sẽ hướng dẫn hành động của bạn một cách tự nhiên. Không cần phải ép buộc bất cứ điều gì ngay bây giờ cả. Và cơ hội sẽ không mất đi nếu như bạn không chấp lấy ngay ha. Ừ, cho nên là như mình nói đó, ai đó mà cứ đốc thúc bạn ha, đầu tư, hợp tác gì đó, cẩn trọng đó nha. Ừ. Bạn nên chậm lại, chậm mặt chắc, dành thời gian để suy nghĩ kỹ hơn đừng chỉ ký hợp đồng mà bạn hãy thương lượng một cái sự thỏa thuận tốt hơn, à. ừ. hoặc là một số bạn có những mối quan hệ gì đó thì bạn nên có một sự chậm lại chứ đừng có gọi là tăng tốc và ừ. đặt nhiều câu hỏi hơn trước khi bạn nói đồng ý nha và điều điều tra các lựa chọn à, và đừng đồng thời thì đừng để người khác gây ra cái sự áp lực à, vì những cái người này họ đến với bạn họ họ chỉ nghĩ đến cái quyền lợi đến cái bản thân của họ thôi. À và ở đây một cái thông điệp nữa khuyên bạn hãy bỏ sợ hãi ngay bây giờ ừ. cái nỗi sợ hãi là điều duy nhất cản trở hạnh phúc và kế hoạch của bạn và các ngài chỉ muốn cho bạn cái cách giải tỏa mọi lo lắng hoặc là sợ hãi để bạn có thể cảm thấy an toàn và yên tâm ừ. à, bạn đã um, sẵn sàng để buông bỏ những vấn đề về kiểm soát và tin tưởng rằng mọi thứ cuối cùng sẽ diễn ra theo cái chiều hướng tốt nhất ha. một số bạn có thể là bạn đang đi đúng hướng bạn xứng đáng với những cái điều tốt đẹp đối với các bạn và hãy cho phép bản thân của mình nhận được tình yêu, sự hỗ trợ và sự phong phú. Bạn rất là đáng yêu trong mắt của vũ trụ. Ừ. Ở đây mình thấy có khả năng một số bạn có những cái nỗi sợ nên nó nó khác biệt với cái việc gọi là bạn có sự gọi là hợp tác với một ai đó cho nên là có thể một số bạn các bạn rất là muốn khai triển cái điều gì đó như phát triển cá nhân bản thân của mình, học học ngoại ngữ hoặc là làm cái điều gì đó mà gọi là thành tựu hơn hoặc là đóng hiến, đóng góp có sự gọi là cống hiến và đóng góp những cái giá trị tích cực của các bạn chẳng hạn các bạn lo sợ mình sẽ không làm được nhưng bạn qua cái thời gian cố gắng thì bạn sẽ làm được thôi còn có một số bạn thì mình thấy là sẽ có những người đến muốn hợp tác làm ăn các bạn phải suy nghĩ thật là kỹ không thôi sẽ bị mất tiền hoặc là bạn sẽ có sự tiếc nuối ha ý như vậy cho nên mình thấy cái việc mà buông bỏ nỗi sợ với cái việc gọi là à, liên quan đến vấn đề gọi là hợp tác gì đó thì hai bên nó khác nhau ừ. chứ không phải là một chung một việc đâu ha mình thấy là như vậy và ở đây mấy các bạn được khuyến khích là hãy có sự gọi là nhận thức ha phải có sự rõ ràng phải có sự gọi là có tầm nhìn có sự kỹ lưỡng để tránh gọi là bị vơ vướng vào những cái vấn đề à, tổng hại cho cái tiền bạc của mình tài chính của mình công việc của mình ha ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông hồng báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ hai bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem coi uh, chi tiết về vấn đề uh, tài chính, sự nghiệp của các bạn trong cái giai đoạn tháng 10 này sẽ như thế nào và đây nhận cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người rất là hòa đồng thân thiện với người khác, các bạn là những ngôi sao là những người có cái sự năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo, thông minh ha ờ, có sự gọi là máu lửa <laughs> ở đây mình thấy dường như là trong cuộc sống của bạn các bạn có một cộng đồng riêng hoặc là bạn có một sự tham gia một cái cộng đồng gì đó để nâng cao sự tích cực sự lạc quan và yêu đời của các bạn ừ. tuy nhiên các bạn vào gần đây là hơi nóng trong người các bạn bị thiếu nước nè các bạn nên bổ sung thêm nước cho cơ thể các bạn nha một số bạn ở đây mình thấy các bạn là những người uh, đang rất là phấn khởi ha à, tiến về phía trước với một cái tốc độ của sự gọi là mạnh mẽ hơn quyết uh, đoán hơn dứt khoát hơn và mình thấy các bạn đang gọi là dạch ra hướng đi con đường sắp tới cho cuộc sống của mình các bạn là những người biết nhìn xa trông rộng biết nhìn một cái bức tranh toàn cảnh Và bạn biết gọi là chuẩn bị kỹ lưỡng thấu đáo và có những cái bước đi vững chắc à, một số bạn ở đây các bạn đang mong chờ một cái chuyến đi ừ, hoặc là các bạn uh, sắp có những cái sự thắng lợi thành công uh, vượt bậc nào đó trong cái công việc của các bạn ừ. và mình thấy các bạn là những người uh, có sự gọi là Ừ. có trực giác rất là cao ha à, bạn nhạy bén và bạn biết phân tích mọi thứ một cách logic và cặn kẽ ừ. và dường như một số bạn có thể là các bạn cũng sắp tới cái vấn đề như là liên quan đến pháp luật hồ sơ giấy tờ gì đó hoặc là đi đóng thuế gì đó vân vân nói chung là mình thấy các bạn cũng đang hướng về cái vấn đề đó ừ. hoặc là các bạn được khuyến khích là hãy có sự trung thực trong tất cả những việc bạn làm ừ. bởi vì nó sẽ giúp cho bạn được mọi người tín nhiệm hơn ha được sự tin tưởng hơn và bạn càng sống tốt cho xanh tự an bài cho các bạn nha ừ. Rồi bây giờ mình sẽ chia làm hai nhóm Nhóm đầu tiên mình sẽ xem cho các bạn đang lây hoay tìm kiếm công việc thì cái vấn đề tài chính và sự nghiệp của các bạn trong cái tháng 10 này sẽ như thế nào. Rồi, sau đó mình sẽ xem cho những bạn đã có công việc rồi ha. Rồi bây giờ xin cái nói năng lượng với các bạn đang lây hoay tìm kiếm công việc thì vấn đề công việc sự nghiệp của các bạn trong tháng 10 này sẽ như thế nào. Ở đây mình thấy trong tháng 10 này các bạn sẽ có một cái sự gọi là một cái sự thay đổi bản thân của bạn từ trong ra ngoài luôn. Dường như có một cái điều gì đó nó có sự tác động, giúp cho bạn có sự khai sáng, các bạn có sự gọi là muốn thay đổi con người của các bạn, các bạn muốn trở thành một con sâu thoát kén, trở thành một chú bướm xinh đẹp. À, các bạn có sự kỷ lục bản thân hơn, các bạn có sự là cố gắng kiên nhẫn nâng cấp bản thân nhiều hơn, uhm, phát triển hoàn toàn mới cái tư duy, cái góc nhìn, cái suy nghĩ các bạn ha và mình thấy có thể là trong tháng 10 này các bạn sẽ có một sự tái sinh mới à, giống như chim phường hoàng lửa bay lên từ đống tro tàn à, những cái sự kết thúc trong cuộc sống của bạn nó sẽ mở ra một cái chương mới hoàn toàn và mình thấy các bạn sẽ có sự gieo trồng ha, một cái um, điều gì đó kiểu như các bạn sẽ lên kế hoạch cho một cái um, cơ hội của các bạn hoặc cho cái dự án gì cái đó của các bạn hoặc là một số bạn các bạn sẽ có một sự phát triển nó mắc cơ hội đến với các bạn hoặc các bạn soi sụp cái niềm tin ha, lòng nhiệt huyết sự sáng tạo À, và mình thấy những gì mà bạn cố gắng, bạn quyết tâm, bạn thực hiện thì bạn sẽ có được cái kết quả xứng đáng và bạn sẽ trở thành uh, một người gọi là biến ước mơ trở thành sự thật nè một số bạn là điều ước của bạn trong các vấn đề liên quan đến công việc sự nghiệp nó sẽ trở thành sự thật à, nếu như bạn có sự tin tưởng và bạn luôn có sự hướng về đó hướng về những điều bạn mong muốn ha, hướng về những cái um, điều bạn khát khao à, và tránh để bản thân của mình luôn nghĩ đến những cái điều tiêu cực ha thậm chí một số bạn các bạn đã cố gắng uh, xây dựng một cái dự án gì đó trong khoảng thời gian có thể là bạn không có công việc làm không có việc làm nhưng mà bạn đang gọi là tập trung vào việc phát triển bản thân của mình ha thì có thể là các bạn đã ý thức được điều đó một khoảng thời gian rồi và bây giờ là thời điểm mà các bạn sắp gặt hái được cái thành quả xứng đáng cho những gì mà bạn đã bỏ ra ha một số bạn có khả năng sẽ trở thành một người khá là nổi bật nổi tiếng được nhiều người biết tới hoặc là bạn sẽ phát triển công việc nào đó bạn có thể là nắm bắt những một cái công việc mà liên quan đến sự sáng tạo liên quan đến sự soi nổi ha ừ. à, liên quan đến những ý tưởng vân vân ừ và mình thấy các bạn sẽ chữa lành được tinh thần của mình, của mình và mình thấy các bạn được ơn trên soi sáng dẫn dắt để giúp cho bạn có sự gọi là sáng láng hơn, thông minh hơn, khôn ngoan hơn, tỉnh táo hơn và được ơn trên gọi là hỗ trợ cho bạn uh, mọi nguồn lực để bạn có thể chạm đến ước mơ của mình. Uhm. Một số bạn là mình thấy cuộc sống uh, công việc của bạn rất là thăng trầm ha. Uh. Có là bạn cũng có sự chuyển đổi công việc rất là nhiều lần đó Nhưng mà có khả năng trong tháng 10 này là cái cơ hội Mà bạn cần phải nắm bắt để bạn có được cái ước mơ cho thành sự thật của bạn nha Nhưng mà cái cái điều mà bạn đạt được mà bạn phải bỏ công, bỏ sức giống như bạn trồng cây là Bạn phải cố gắng, bạn phải có sự xây dựng một cái nền tảng kiên cố Bạn phải có một cái kiến thức dày dặn, một cái sự gọi là ăn chắc mặt bền ha, Sự ăn sâu vào gốc rễ, ha, có một cái nền, nền tảng vững chắc thì bạn mới có thể thành công trọn vẹn được nha ừ thậm chí một số bạn là trong cái quá khứ bạn là toàn phát triển những điều gì đó mà nó mang tính chất ơ hờ thôi nó được kiểu như đó nó không có một cái sự đi sâu không có chuyên môn cao không có sự gọi là um, phát triển một cách bền vững ha à, cái gì bạn cũng có sự gọi học nhưng mà bạn không có đi sâu nhưng mà trong cái giai đoạn tháng 10 này các bạn có sự quyết tâm thực hiện cái điều gì đó mà các bạn sẽ xây dựng từng viên gạch nhỏ để tạo thành một cái tòa nhà lớn mà nó chắc chắn nó không có dễ dàng bị lung lai trước dòng bão nữa nó không có bị sụp đổ nữa ha mình thấy là như vậy các bạn có sự rút kinh nghiệm cho bản thân của mình Ừ. ở đây mình thấy các bạn sẽ rời khỏi được cái tình trạng gọi là thiếu thốn hoặc là buồn bã phân dân các bạn sẽ có sự bước đi bước sang một cái hành trình mới con đường mới cuộc sống mới tươi vui uh, được đem đến cho các bạn ừ. Các bạn được ơn trên chỉ lối cho các bạn ha. Các bạn tìm ra được cơ hội cho chính mình. Tuy nhiên cái vấn đề tài chính của bạn thì mình thấy có khả năng là uh, các bạn cũng sẽ phải vận dụng đầu óc rất là nhiều hoặc cũng sẽ có những sự cạnh tranh hoặc là cũng có vấn đề gọi là nhức nhối vấn đề tài chính nhưng mà mình thấy bạn sẽ giải quyết được mọi thứ một cách ổn thỏa nhất. ha. Mình thấy là cơ hội kiếm tiền đối với các bạn là các bạn có sự gia tăng tài chính, các bạn có sự có niềm đam vui, niềm vui, niềm đam mê với những cái kết quả mà bạn đạt được và mình thấy các bạn có sự hăng hái cái sự phấn khởi ha ừ. một số bạn thì mình thấy là về lâu về dài là cái nguồn tiền của bạn nó sẽ có sự tăng lên hoặc là thậm chí một số bạn cuối tháng là cái thời điểm mà các bạn có sự uh, thu hút tài chính đối với các bạn rất là nhiều nè ha. tiền bạc nó có sự chạy theo các bạn nè ừ. các bạn có sự gọi là phát triển nâng cao tài chính và nó có sự bền dững và các bạn khi mà bạn đã thực sự nâng tầm bản thân bạn lên là bạn là người sẽ là cục năm trăm thu hút tài chính chứ bạn không còn chạy đuổi theo nó nữa ha bạn càng vươn cao bạn càng tỏa sáng càng phát triển thì tiền bạc cơ hội đến với bạn rất là nhiều ừ, và thậm chí là những cơ hội mới đến với các bạn luôn ha và cơ hội tài chính mới đến với các bạn mình thấy là như vậy tuy nhiên các bạn cũng phải có sự dành thời gian cho bản thân của mình nghỉ ngơi hợp lý ha bởi vì mình thấy dường như là bạn sẽ sử dụng cái đầu óc của bạn rất là nhiều cho nên đôi khi bạn căng thẳng và áp lực rất là nhiều trong vấn đề tài chính nữa Cần hết sức gọi là bình tĩnh nhẹ nhàng thôi ha thư giãn thôi vui vẻ với cuộc sống của mình ha. khi bạn vui vẻ bạn nhẹ nhàng bạn thanh thản bạn bình yên bạn tươi mới thì bạn mới có khả năng thu hút tiền tài đối với bạn nhiều hơn còn bạn khó chịu bực bội thì bạn sẽ đẩy xa cái nguồn may mắn này ra khỏi cái cuộc sống của các bạn đó Nhưng mà nói chung tháng 10 này là cái tháng mà các bạn sẽ có những sự chiến thắng chiến thắng bản thân của mình và chiến thắng được hoàn cảnh là các bạn sẽ tạo nên một cuộc sống uh, thành công và tiền bạc đối với bạn một cách uh, nó suôn sẻ, nó hanh thông, nó thuận lợi, ha, nó trôi chảy. Uhm. ở đây mình thấy các bạn được khuyến khích hãy lắng nghe ha tiếng nói nội tâm sự hướng dẫn bên trong của bạn bởi vì đó thật sự là đáng tin cậy ha thiên thần michael muốn bạn biết rằng bạn đang cảm thấy không chắc chắn hoặc là bối rối vì vậy ngài muốn bạn hãy xác minh rằng bạn đang nghe thấy lời hướng dẫn của ngài một cách chính xác thông qua suy nghĩ ý tưởng và cảm xúc của bạn và gần đây bạn cảm thấy muốn hành động nhưng có thể là bạn lại do dự vì sợ đi sai hướng ha à. Và ở đây một cái sự xác nhận rằng cái việc mà tiếp tục thực hiện những thay đổi đó là an toàn cho các bạn ha. cái ý tưởng mới của bạn là câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn, vì vậy hãy hành động theo nó. À, và những cảm xúc mà bạn nhận được là có căn cứ và nếu bạn không tin tưởng một người hoặc là một tình huống nào đó thì hãy chú ý đến những cảm xúc đó ha, bởi vì mình thấy trực giác bạn cực kỳ nhạy bén trong thời điểm này. Bạn đang được dẫn dắt bởi sự hướng dẫn nội tâm ngay cả khi bạn không thể thấy nó đưa bạn đến đâu nhưng bạn hãy cứ làm theo nó ha. Ừ. Và ở đây thì mình thấy là cái tình huống của bạn ha uh, sẽ được hưởng lợi từ cái khiếu hài hước của các bạn đó. Đôi khi công việc của bạn bạn cần phải có một cái sự hài hước thêm vui vẻ thì mọi người rất là rất là thích và rất là đón nhận ha. Và bạn hãy xem trải nghiệm cuộc sống của bạn giống như một bộ phim mà bạn sẽ là cái người viết nên kịch bản ha, cho nên hãy viết lên một cái kịch bản thật là thú vị và vui vẻ tràn đầy tiếng cười. Ha. Và đồng thời bạn hãy có một cái sự gọi là có những quan điểm mới về hành vi của bản thân và mọi người bạn có thể gọi là à, cảm thấy yêu đời yêu người hơn nếu bạn có một cái góc nhìn nó nó vui vẻ và nó thoải mái nó thư giãn hơn nó hài hước hơn bởi vì cái sự hài hước nó cho phép mọi người buông bỏ sự phòng thủ của họ để tình yêu có thể bước vào và hàn gắn cái hoàn cảnh và cái mối quan hệ đó là lý do tại sao mà vũ trụ và các thiên thần có khiếu hài hước tuyệt vời và bạn cũng là một người có được cái điều đó ha bạn hãy biết rằng tiếng cười là cái liều thuốc tốt nhất các bạn được khuyến khích hãy gọi là xem những bộ phim hài hước nhiều hơn hoặc là giúp cho tâm trạng của mình thoải mái thư giãn thì bạn mới có khả năng thu hút tiền tài ha và mục đích sống của bạn nó thể liên quan đến việc gọi là diễn xuất hoặc là diễn thuyết hoặc là liên quan đến viết kịch bản hoặc là viết lách hoặc là sáng tạo vân vân bạn có thể là đăng ký tham gia những cái lớp học để có thể nâng cao kỹ năng nói và sự tự tin của mình bởi vì nó gấp ít rất là nhiều cho cái sự phát triển thành công của các bạn ha và ở đây bạn được khuyến khích là hãy có sự cân bằng ha hãy dành thời gian để cân bằng cuộc sống của bạn bạn đang cố gắng gọi là nỗ lực hết sức mình ở mọi lúc mọi nơi cho nên là bạn cảm thấy mất đi cái sự đồng bộ hãy dành thời gian cho bản thân là một cái bước quan trọng nhưng cũng cần cân bằng giữa lịch làm việc của cuộc sống gia đình của bạn. Khi mà bạn sống chậm lại và lập nên cái lịch trình cái kế hoạch đó, Hoặc thời khóa biểu á thì bạn sẽ cảm thấy như mình có nhiều thời gian hơn. À. Và ở đây thì bạn đang được Các thiên thần hướng dẫn để bạn có được một cái sức khỏe tốt, một cái cơ thể tràn đầy năng lượng, có một cuộc sống cân bằng gia đình và xã hội có niềm vui, niềm hạnh phúc thật sự ha, à. chứ không phải một cái sự kiệt sức và kiệt quệ như là có sự mệt mỏi ở đây. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ đến với các bạn còn đã có công ăn việc làm ha Những bạn tụ hai mà đã có công ăn việc làm thì uh, vấn đề về công việc, sự nghiệp và tài chính của các bạn như thế nào trong cái giai đoạn tháng 10 này Rồi. Cái nó năng lượng với các bạn đã có công ăn việc làm, công việc, sự nghiệp của các bạn như thế nào trong tháng 10 này Trong tháng 10 này mình thấy dường như các bạn khá là buồn ngủ mỏi mệt Thật là các bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi phù hợp Chăm sóc sức khỏe, chăm sóc giấc ngủ thật là tốt ha à, Và mình thấy khi bạn chăm sóc tốt bản thân của bạn rồi Thì bạn sẽ có một cơ thể gọi là tràn đầy sức sống, nhiệt quyết, nhiệt tình Và các bạn sẽ có những cái cách thức mới, cái cơ hội mới đến với các bạn Hoặc là các bạn có sự gọi là làm mới cái công việc của mình chẳng hạn làm mới cách thức làm việc của mình hoặc là sẽ có những ý tưởng mới được đưa đến với các bạn những cơ hội gia tăng tài chính hoặc là những cơ hội bất ngờ gì đó sẽ đến mình thấy các bạn có sự xác định lập rõ cái mục tiêu hướng đi à, sắp tới ha một số bạn mình thấy các bạn sẽ à, có sự thành công hơn các bạn được mọi người biết tới nhiều hơn các bạn thể hiện được cái sự gọi là khôn ngoan khéo léo trong cách diễn đạt ứng xử và giao tiếp các bạn trở nên gọi là biết chia sẻ ha à, cho người khác lời khuyên hoặc bạn là một người truyền cảm hứng động lực cho người khác một số bạn các bạn sẽ có sự gọi là gặp gỡ được những cái người thành công những người giỏi giang họ sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng sức sống hoặc là hợp tác để cùng nhau tạo ra những cái lợi ích chung hoặc là những cái sự có lợi cho công việc của các bạn và mình thấy các bạn có sự ôn hòa ha các bạn giỏi các bạn còn có sự ôn hòa có sự thấu hiểu chia sẻ hỗ trợ mọi người ha các bạn phát triển rất là tốt công việc các bạn và mọi thứ được đẩy lên cao thậm chí các bạn sẽ có sự nó như mình nói các bạn sẽ có thêm nhiều cái kế hoạch nhiều cái dự án hơn nữa à, và các bạn đang ở trong cái thời điểm của sự uh, phát triển rất là mạnh mẽ một cái bước ngoặt mới được mở ra hoặc là sẽ có những cái sự thành công vượt trội hoặc là cái con đường của bạn nó sẽ may mắn hơn rất nhiều so với giai đoạn trước à, tuy nhiên thì các bạn cũng phải biết chọn lọc uh, cơ hội đến với mình ha chọn lựa cái này thực sự phù hợp cái gì thực sự bạn yêu thích và mình thấy những lời cầu nguyện của bạn đang được vũ trụ đang được cái thiên thần lắng nghe và đáp ứng cho các bạn ừ. ở đây mình thấy có khả năng là trong cuộc sống của bạn những vấn đề đang đến với các bạn nó nằm trong cái uh, bản kế hoạch của vũ trụ rồi ha cho nên là mình cứ cố gắng nỗ lực hết sức mình cứ chăm chỉ thì bạn sẽ có được những thành quả xứng đáng sẽ có được những cái món quà phần thưởng mà vũ trụ mang đến cho các bạn ừ mình thấy khả năng các bạn ngày càng ăn nói khôn ngoan hơn à, có sự gọi là biết chọn lọc ngôn ngữ hơn hoặc à, hoặc là các bạn trở nên gọi là thu hút người khác nhiều hơn nữa các bạn có sự thấu cảm nhiều khác nhiều hơn mà thu hút được mọi người và bạn cũng nhận được những nhiều lời khen ngợi ha được đánh giá cao một số bạn còn được thăng chức lên một vị trí công hoặc là một cái đảm nhận một cái dự án kế hoạch gì đó mới uhm. và mình thấy có khả năng có hai đối tượng có sự tác động đến cuộc sống các bạn, một cái người mang năng lượng nam, đây là một người nhiệt tình hứng khởi, giỏi giang có tài lãnh đạo tốt ha, vững vàng trong cuộc sống và một ừ. người mang năng lượng nữ, đây là một người có sự nhẹ nhàng ha, nhân ái, chân thành, ấm áp. Ừ. Thì mình thấy đây là những người bạn tốt, những người cộng sự tốt hoặc là những cái người này họ chia sẻ video clip gì đó mà bạn có sự được cảm nhận được gọi là cảm thông hoặc là bạn có sự nâng cao ý chí nhiều hơn nữa. Ừm mình thấy ở đây có nhiều bạn làm những lĩnh vực mà liên quan đến lãnh đạo liên quan đến sáng tạo liên quan đến à, ăn nói liên quan đến chữa lành đều tốt hết ha mọi việc của bạn nó có sự suôn sẻ hơn ừ. và mình thấy có khả năng các bạn cũng nên biết kiểm soát lời nói, ăn tiếng nói hoặc là tránh gọi là à, tranh cãi với những người gọi là ngựa non háo đá ha à, không có đáng à, thay vì vậy hãy dành thời gian để nâng cấp nhiều hơn phát triển nhiều hơn ừ. và mình thấy các bạn có sự tập trung và hướng đi của bạn chứ bạn không quan tâm đến những cái người tiêu cực nữa À À, mình thấy cái vấn đề tài chính của bạn trong những giai đoạn trước đó nó nó kiểu như là nó cứ chập chờn ha nó có sự lên xuống bất thường hoặc đôi khi bạn cảm thấy rất là mỏi mệt nhưng mà trong tháng 10 này các bạn sẽ xa rời cái vấn đề đó các bạn sẽ rời khỏi cái tình huống đó ha ừ, có thể đôi lúc của bạn các bạn cũng có những cái sự gọi là suy nghĩ ừ, cũng phải động não rất là nhiều để có thể gia tăng tài chính của mình nhưng mà mình thấy trong tháng 10 này là bạn sẽ có một cái sự ước mơ trở thành sự thật trong vấn đề tiền bạc của các bạn à nhưng mà nó sẽ tăng trưởng theo có suy nghĩ các bạn nha các bạn suy nghĩ theo cái hướng bạn muốn á thì nó sẽ tăng theo như vậy còn bạn suy nghĩ theo cái hướng bạn không muốn nó cũng sẽ có sự gọi là khiến bạn cảm thấy thất vọng à, ở đây mình thấy là các bạn sẽ có những cái nguồn tiền um, sẽ có được sự giúp đỡ hỗ trợ hoặc một số bạn có khả năng bạn sẽ giúp đỡ cho những cái người thân của bạn họ cần để sự giúp đỡ các bạn ha mình thấy là như vậy ngoài ra một số bạn sẽ bỏ tiền ra để giúp đỡ cho những cái trẻ em ừ. à, những cái tổ chức gì đó các bạn có sự gọi là biết cho đi chứ bạn không có gọi là kiềm giữ một mình mà các bạn biết chia sẻ ừ. ở đây một số bạn còn có khả năng là các bạn sẽ nhận được quyền thừa kế ha à, một số bạn là mình thấy có khả năng là sẽ có những cái sự thành công tiền bạc của bạn nó sự gọi là phát triển hoặc là những cái cơ hội hoặc là những cái hợp đồng được kéo đến với các bạn ừ mình thấy các bạn sẽ có một cái sự nhìn xa trong rộng hơn, các bạn phát triển nhiều hơn, các bạn tìm kiếm cơ hội để gia tăng tài chính nhiều hơn. ha, mình thấy là như vậy. Một số bạn ở đây mình thấy là giai đoạn cuối tháng là giai đoạn mà các bạn sẽ có sự hưởng lợi, ha, à, tiền bạc đến với bạn một cách dư giả, thoải mái và hạnh phúc. Có khả năng một số bạn là ai đó trả tiền cho các bạn, ha, à. hoặc là tiền từ do chính bạn, sức bạn lao động bạn làm nên tuy nhiên thì mình thấy các bạn phải có một kế hoạch chi tiêu hợp lý thôi là mình thấy dường như là các bạn có tiền rồi các bạn không biết bảo vệ các bạn mua sắm đủ thứ là có khả năng là nó sẽ bị hao hụt đó à một số bạn còn có khả năng là sẽ có sự sử dụng tiền cho những cái chuyến đi có thể là đi du lịch hoặc là một cái sự chuyển đổi nhà cửa vân vân ừ. Ở đây mình thấy có một vài bạn các bạn có sự gọi là muốn tìm kiếm muốn cơ hội kiếm tiền nhiều hơn nữa kiểu như là bạn sẽ thậm chí một vài bạn các bạn có sự nghĩ một cái công việc cũ của, của, của các bạn các bạn sẽ chuyển sang công việc mới để gia tăng tài chính ha mình thấy là như vậy. Ừ. Hoặc là bạn có sự gọi là thành công một cái lĩnh vực này rồi các bạn sẽ chuyển sang một cái lĩnh vực mới nữa. Các bạn có sự phát triển từ từ ha. Và các bạn cũng phải đấu tranh rất là nhiều, phải cố gắng rất là nhiều nhưng mình thấy cuối cùng các bạn cũng sẽ có được cái thành quả xứng đáng, sẽ có cái nguồn tiền cao đối với các bạn ừ. Và nói chung là mình thấy ước mơ các bạn trở thành sự thật ừ. Các bạn đã có sự tốt, lòng tốt và bạn có sự chia sẻ cho đi Thì các bạn có sự nhận lại Bằng nhiều hình thức khác nhau Mà vũ trụ mang đến cho các bạn ừ. Một số bạn có khả năng sẽ trở thành một người khác là nổi bật Được nhiều người yêu biết tới Và có khả năng là tài chính của bạn có sự gia tăng Khi mà bạn được nhiều người ưu ái, nhiều người yêu thích, nhiều người ủng hộ ha Kiểu như vậy ừ cho nên phải có sự để ý đến cái cách hành xử cách giao tiếp của mình bạn càng khôn ngoan càng nhã nhặn càng có sự điềm tĩnh và nồng ấm có sự gọi là cho người khác cái cảm giác thân thiện thì người ta sẽ càng, càng gọi là thích hơn và luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho các bạn rồi ủng hộ các bạn ha trọn vẹn nhất chứ đừng tỏ ra con nít hay là tự cao tự phụ những cái điều đó không tốt ha chỉ là điều đó chỉ kích thích thêm cái lòng quán ghét hoặc là ganh tị của người khác thôi ha cho nên các bạn cần phải tiết chế trong cách ứng xử giao tiếp với mọi người rất là liên kết luôn nè suy nghĩ tích cực sẽ tạo nên kết quả tích cực ha Mình thấy dường như có một số bạn chọn luôn tụ 1 với tụ 2 <laughs> Ở đây trong tháng 10 này mình thấy các bạn nhận được cái sự may mắn khi bạn được cái sự hỗ trợ của vũ trụ ha Bạn có sức mạnh bên trong để tạo ra thế giới của bạn Bạn đang được khuyến khích thấy rằng sức mạnh này nó chỉ tồn tại khi mà bạn đến từ không gian của tình yêu Hãy giải phóng mọi cái cảm giác độc hại và cảm thấy may mắn khi bạn được vũ trụ và ơn trên thiên thần dẫn dắt ha Bạn thật mạnh mẽ khi mà bạn biết chia sẻ tình yêu của mình với thế giới này uhm và ở đây bạn đang được ơn trên soi sáng và khuyến khích bạn trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ của tình yêu à, có hai cách để có thể gọi là thể hiện quyền lực Cách thứ nhất là sử dụng nó để reo à, rắc gieo rắc cái nỗi sợ hãi và chế ngự người khác hoặc là bạn có thể sử dụng nó để hướng dẫn và trao quyền cho bản thân và những người khác thì hãy làm gương và trở thành một nhà lãnh đạo đầy yêu thương, đầy quyền lực mà bạn mong muốn ha được thấy trong cái cuộc sống của các bạn và bạn hãy biết rằng bạn là một người mạnh mẽ và tràn đầy tình yêu thương ừ. Bạn đang được ơn trên hỗ trợ ha, ban cho bạn rất là nhiều sức mạnh à, để bạn có thể có được à, cái sự đầy sức sống, đầy nghị lực để phát triển cái điều bạn mong muốn ha. Và ở đây cái tình huống các bạn đòi hỏi các bạn phải có những cái suy nghĩ nâng cao tinh thần, đó là những cái thành phần kỳ diệu mà bạn đang tìm kiếm mặc dù bạn có thể phản đối rằng bạn đã có cái tư duy tích cực nhưng mà thiên thần khuyên bạn là nên thanh lọc suy nghĩ và lời nói của mình khỏi những cái lo lắng hoặc là những tiêu cực khác có thể làm giảm bớt những điều bạn mong muốn đó thiên thần nói với bạn rằng là bạn có thể biết suy nghĩ của mình mang tính xây dựng như thế nào bằng cách chú ý đến cái sự kiện gần đây ha trong cuộc sống của bạn vì có mối tương quan trực tiếp giữa những suy nghĩ tích cực và những kết quả tích cực và các bạn đang được ơn trên giúp cho bạn có sự dược dậy tinh thần để bạn thực sự gọi là có những cái trải nghiệm hạnh phúc và có sự gọi là chào mừng những cái thành công ha hãy áp dụng cái thói quen nói những cái lời khẳng định tích cực hàng ngày ha đọc một cuốn sách hoặc là tham gia một cái lớp học về những cái lời khẳng định tích cực và tránh đổ lỗi cho bản thân hoặc là người khác thay vào đó bạn hãy tập trung vào các giải pháp và thay vì bạn lo lắng về điều gì đó thì bạn hãy cầu nguyện và thực hành lòng yêu thương tâm trạng từ bi ha thì mọi thứ nó sẽ được hóa giải và hãy tiến về phía trước một cách không sợ hãi ha à, bạn đang đi đúng hướng và bạn có thể an toàn để tiếp tục thực hiện những kế hoạch của mình chỉ cần bạn có ý định tập trung Và mong muốn của trái tim mình và các bước đi của bạn sẽ tự động ha nó được uh, chỉ dẫn từ ơn trên ngay bây giờ điều quan trọng là bạn phải hành động dù nhỏ hoặc là dường như có những cái bước nó quá gọi là dù nó chậm hay nó nhanh thì bạn cũng phải có một cái sự hành động cho cái điều mà bạn mong muốn ha à, hãy có sự gọi là cầu sinh thiên thần chỉ dẫn cho bạn những cái bước đi tiếp theo và các ngài sẽ giúp đỡ cho các bạn và trong suốt cái thời gian đó thì các ngài cũng sẽ bảo vệ và hỗ trợ bạn vượt qua những thay đổi quan trọng trong cuộc sống ừ. và đồng thời hãy để lại phía sau mình một cái tình huống không lành mạnh đây là thời điểm tốt để bạn bắt đầu một cái công việc kinh doanh mới một cái sự liên danh khác hãy bước vào cái mối quan hệ này với trái tim và tâm trí rộng mở ha đây là sự lựa chọn phù hợp cho bạn. Ừ. Stability ha các bạn được khuyến khích thay có sự gọi là ổn định tinh thần cân bằng và hài hòa hãy bước vững trên cái hành trình của các bạn. Ừ, các bạn được vũ trụ trao cho các bạn những cái nguồn tài nguyên để bạn có thể đứng vững và bước đi một cách an toàn và được bảo vệ bởi các ngài ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi xin chào các bạn tụ 3 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi uh, chi tiết về cái, cái vấn đề công việc và tài chính của các bạn trong cái tháng 10 này sẽ như thế nào và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với mình thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 Các bạn tuổi ba là những người đang có những cái điều gì đó phát triển mới nè Các bạn có khả năng là đang muốn thực hiện một cái kế hoạch dự án mới gì, mới gì đó Hoặc là một số bạn các bạn đang rất là mong muốn học hỏi thêm về những cái lĩnh vực mà liên quan đến tinh thần, liên quan đến tâm linh, chim tinh học vân vân Các bạn là những người rất là thích sự tự do, không có thích bị ràng buộc Các bạn thích đi theo cái tiếng nói con tiên của mình, muốn làm những gì mình yêu thích và phát triển nó ha. Và muốn có một cái kết quả hài hòa và trọn vẹn. Ừ. Một số bạn các bạn rất là mong muốn được một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc. Hoặc có được cái ngôi nhà riêng của mình. Hoặc là muốn cầu nguyện cho những người thân yêu của các bạn. Gia đình các bạn được bình yên. Nói chung các bạn là những người <laughs> rất là biết lo cho người khác. Ha. Một người có khả năng cũng là hay chiên, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể. Một số bạn ở đây các bạn rất là muốn kết hôn. Một số bạn các bạn đã có những cái sự gọi là... À, rời khỏi một cái tình huống nào đó rồi. Có thể một vài bạn các bạn có sự rời khỏi công việc hoặc là một cái nơi ăn chốn ở nào đó, có sự chuyển nhà, chuyển chỗ ở vân vân. Các bạn là những người đi thích đi theo con đường của mình, không có thích bon chen đấu đá với đời, các bạn sẽ đi theo cái con đường bạn chọn, bạn có sự độc đáo riêng của mình, bạn không có thích đi theo cái lối mòn, không thích đi theo đám đông. À, các bạn là những người giống như những nhà ẩn sĩ vậy đó ha. À, là những người có sự gọi là khác biệt với người khác, nhưng mà bạn có sự gọi là tỏa sáng theo cái màu sắc riêng của bạn ở đây mình thấy các bạn là những người lý trí khôn ngoan thấu đáo là những người có sự gọi là trung thực ngay thẳng và có trách nhiệm là những người có sự tỉ mỉ cầu toàn và rất là giỏi trong việc kiếm tiền nếu như các bạn uh, phát triển được những cái tài năng cái sở trường các bạn ha, và biết nắm bắt cơ hội đến với mình và với sự chăm chỉ và kiên quyết cam kết với cái ước mơ các bạn các bạn sẽ thành công uhm, hãy làm việc như một con ông chăm chỉ là bạn sẽ có khả năng có được những kết quả xứng đáng một số bạn giờ gần đây là hay mắc mưa lắm ha uhm cho nên nhớ đeo theo uh, uh, áo mưa ừ, để phòng ngừa rồi để mình uh, sẽ chia làm hai nhóm hai nhóm thứ nhất sẽ là những bạn gọi là đang lây hoay tìm kiếm công việc uh, và nhóm thứ hai là những bạn đã có công việc rồi à, bây giờ mình xin kết nối năng lượng với các bạn là đang lây hoay tìm kiếm công việc thì xem cái công việc sự nghiệp của bạn trong cái tháng 10 này sẽ như thế nào ha ở đây mình thấy một số bạn thì có khả năng là các bạn đang leo hoa tìm kiếm công việc thì mình thấy các bạn sẽ có nhiều cơ hội đối với các bạn có hai cơ hội các bạn có sự phân dân giữa hai cơ hội đó và thậm chí một số bạn các bạn muốn làm việc tự do ha mình thấy là như vậy ở đây mình thấy các bạn có rất là nhiều việc phải làm trong cái giai đoạn tháng 10 này có thể là các bạn cũng có sự gọi là đánh vác rất là nhiều trách nhiệm ha ôm đờm nhiều thứ nhiều việc các bạn được khuyến khích là hãy có sự cân bằng ha À, từ từ ha à, mình có thể là cố gắng ha, từng bước một thôi chứ bạn đừng có ôm mọi thứ một vào lòng hoặc là bạn học cái gì đó mà bạn gọi là muốn học cho nhanh cho gọn cho lẹ ha bạn gom hết một ngày bạn học nó sẽ khiến cho bạn gọi là không có nhớ gì hết nó khiến cho bạn mệt mỏi thêm mà thôi bạn phải chia ra từng cái hành động nhỏ từng kế hoạch nhỏ ha bạn thực hiện nó chứ bạn gọi là ôm đời một thứ thì bạn không có thể thành công được đâu nó sẽ đè bẹp bạn đó ở đây mình thấy một số bạn sẽ có những cuộc phỏng vấn cuộc thi à, các bạn cũng lo lắng sợ hãi cũng nghĩ ngợi rất là nhiều điều nhưng mà à, mình thấy các bạn có khả năng là nên có sự hài hòa tìm thấy niềm vui trong cuộc sống cái đã tìm thấy sự cân bằng và thư giãn cái đã ừ. tinh thần bạn ổn thì bạn mới có thể năng là có cái việc gọi là có những cái năng suất cao hơn trong cái ý tưởng hoặc là trong cái à, trong những cái tác phẩm của các bạn chẳng hạn ở đây mình thấy là sẽ có một cái người mang năng lượng nữ đây là một người có sự nhẹ nhàng nhân ái à, rộng lượng từ bi cái người này họ sẽ có thể hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ gì đó cho các bạn hoặc một số bạn có chừng bị mắc bệnh nha cho nên là sức khỏe kém nên bạn cũng mất đi dần cái sức sống mệt mỏi ừ. cho nên là vấn đề sức khỏe của bạn trong cái tháng 10 này cũng rất là quan trọng và phải đặc biệt chú ý thì mình thấy các bạn sẽ được trao cơ hội đó ha một số bạn có khả năng là sẽ có được mới cơ hội công việc phù hợp hơn đúng với sở trường các bạn và mình thấy một số bạn sẽ phát triển hai con đường tự do một số bạn sẽ làm những công việc liên quan đến chữa lành, liên quan đến sáng tạo, liên quan đến giải trí, liên quan đến kinh doanh vân vân. Thì mình thấy cái quá trình nỗ lực của bạn nó phải đòi hỏi sự cố gắng và đôi khi cũng có những cái vấn đề khiến bạn cảm thấy có sự mỏi mệt và bạn muốn bỏ cuộc giữa chừng nữa. À, nhưng mà nếu bạn vượt qua được những thời khắc đó, bạn học hỏi ở người khác về cái cách thức mà họ đã vượt qua khó khăn như thế nào, bạn có sự cố gắng kiên trì, dạch ra cái đường hướng rõ ràng cho cuộc sống của mình, thì bạn sẽ thành công. Mình thấy các bạn có được cái thành quả xứng đáng với những gì mà bạn đã cố công, cố sức, đã cố gắng, nỗ lực, ha, kiên trì, nhẫn nại. Ừ. Và các bạn được khuyến khích trong cái giai đoạn này đừng có tranh cãi, đừng mâu thuẫn bất kỳ ai hết. Ha, cứ kiên nhẫn, kiên trì trong cái hành trình mà mình đã chọn cố gắng từng ngày từ ngày một các bạn sẽ có được cái kết quả nở hoa thôi ha bạn giống như là một cái chú bướm còn ở trong cái kén con sâu trong cái kén nhưng mà từ từ các bạn sẽ trở thành một chú bướm xinh đẹp thôi ừ. thì hãy có một cái sự bình tĩnh ha à. và đừng có vội vã à. ở đây mình thấy cái giai đoạn tài chính tài chính của bạn trong cái giai đoạn này nó cũng đôi khi có sự gọi đấu tranh tâm lý rất là nhiều có thể là, là cũng không có được như bạn ước muốn giai đoạn nhưng mà giai đoạn đầu thôi nhưng mà gần tới giai đoạn giữa và cuối của tháng 10 thì mình thấy mọi thứ có sự ổn thỏa hơn à, các bạn có sự thấp lên ước mơ các bạn các bạn có khả năng là sẽ có một cái sự hợp tác hoặc là làm việc cho một công ty nước ngoài công ty đa quốc gia hoặc là các bạn phát triển công việc của bạn mang tính chất lan tỏa à, được mọi người biết tới ha à và mình thấy khả năng là các bạn sẽ có được nguồn tiền như bạn ước mơ muốn hoặc là một số bạn có khả năng là nhận tiền từ nguồn nước ngoài gia đình người thân gửi cho các bạn hoặc là các bạn có được cái tiền lương tiền thưởng từ nước ngoài gửi đến ha mình thấy các bạn có một cái sự kết, kết hợp đồng làm nhân viên chính thức và mình thấy các bạn có được cái nguồn lương cao mà các bạn được khuyến khích thì hãy, hãy học ngoại ngữ hoặc là các bạn nên gọi là học hỏi như xu hướng ở thế giới để có thể là, là có những cơ hội kiếm tiền đối với mình À, biết nắm bắt đó thì bạn sẽ thành công Và mình thấy khả năng là các bạn cũng sẽ à, Có tiền rồi các bạn có sự Là muốn đầu tư hoặc là bạn Sẽ có sự đầu tư vào bản thân của bạn trước <laughs> Một số bạn có khả năng là các bạn sẽ Mua vàng hoặc là các bạn sẽ đầu tư Mua sắm quần áo hoặc là các bạn có sự đầu tư Đọc sách, nghiên cứu hoặc là mua Những cái thiết bị, những cái đồ dùng gì đó Phù hợp cho công việc của các bạn Ừm uhm nhưng mà mình thấy các bạn sẽ muốn mua nhiều thứ các bạn được khuyến khích hay có sự gọi là tiết chế để tránh vuông tay quá tráng. ha đây là thời điểm mà các bạn cần phải nâng cấp bản thân bạn nhiều hơn bạn nâng tầm lên là tiền đạt bạc đến với bạn nhiều hơn nữa à một số bạn thì mình thấy bạn là một người càng nói hay các bạn càng khôn ngoan trong cách giao tiếp ứng xử bạn càng có khả năng chia sẻ uh, hoặc là tận dụng cái khả năng ăn nói lời nói giọng hát của mình thì bạn càng có sự gọi là tỏa sáng và được nhiều người biết tới hơn và tiền bạc của bạn từ đó cũng được dâng cao và có nhiều hợp đồng đến với các bạn ha có một số bạn làm những ngành nghề như là ca sĩ hoặc là diễn viên hoặc là uh, những cái người mc vân vân nói chung là mình thấy các bạn là những người rất là ngoan cường và trong cái tháng 10 này các bạn phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều nhưng phải có sự cân bằng để bản thân của mình không có bị ngã quỵ. Tiền bạc là sẽ kéo đến với các bạn, ha, các bạn cần phải cố gắng nỗ lực, siêng năng, chăm chỉ ha, và cam kết với cái mục tiêu mà mình hướng tới. Ha. Hoặc là một số bạn có khả năng là nhận được tiền trợ giúp <laughs> từ người thân có hai người mang năng lượng nữ có liên quan đến vấn đề tiền bạc của bạn một người làm ra tiền bạc tài chính tốt hay không ngoan có sự gọi là rộng rãi hào phóng dỗ gian về kinh doanh nhạy bán ha một người thì có sự xinh đẹp quyến rũ cuốn hút nhẹ nhàng tinh tế tự tin độc lập tỏa sáng ha mình thấy là như vậy thậm chí có một số bạn các bạn có tới hai cơ hội kiếm tiền luôn ha ở đây thì mình thấy là uh, sẽ có những người khiêu khích ha, tranh cãi khi hấn với các bạn nhưng mà các bạn được khuyến khích hãy bình tĩnh ha, để um, đừng để tâm đến họ tập trung vào bản thân và tập trung mục tiêu của các bạn đừng để những cái điều vụn vặt này nó cản trở bước tiến các bạn và những người này đang đem đến may mắn cho các bạn nếu các bạn biết im lặng ha, và bạn biết tha thứ bạn buông bỏ và bạn phớt lờ họ đi là bạn đang thu hút may mắn của họ đến với bạn đó uhm. Và trao những cái lo lắng hoặc những cái sự xui rủi của bạn cho họ ha. Vì của bạn là im lặng là vàng. Ừ. Bạn im lặng là bạn đã chiến thắng rồi đó. Còn nếu như bạn có sự gọi là uh, bốc đồng nóng nảy khó chịu với những người này là bạn đã thua cuộc rồi. Bởi vì trong thời điểm này các bạn sẽ có sự đặc biệt nhạy cảm với cái nguồn năng lượng và cảm xúc thì thiên thần đang bảo vệ bạn khỏi năng lượng khắc nghiệt. Nhưng điều quan trọng là bạn phải thực hiện các bước hành động để hỗ trợ để cái hỗ trợ này nó được gọi là Ừ, thành công ha ví dụ như các bạn à, tránh những cái tình huống thể hiện sự tức giận hoặc là cạnh tranh tránh xa các quán bar quán rượu hoặc là những nơi có sự lạm dụng quá chất vì có thể nó thu hút cái nguồn năng lượng thấp hơn ừ. hãy giữ cho riêng mình một cái khoảng thời gian ha à, và đồng thời hãy dành thời gian với những người mà có cái sự gọi là có giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng những người sử dụng ái ngữ những người tích cực ừ. tránh xa những người tiêu cực một số bạn có khả năng là các bạn sẽ mua đá tinh thể để bạn có thể bảo vệ cái nguồn năng lượng của mình, ha, hỗ trợ cái vấn đề đó. À, một số bạn ở đây thì mình thấy hãy thận trọng khi mà bạn giải quyết những cái tình huống, những cái vấn đề liên quan đến sự tranh chấp hoặc là tranh cãi. nếu bạn khôn ngoan, thấu đáo thì mọi việc nó sẽ giải quyết một cách thỏa đáng, ổn thỏa cho các bạn. nó nói chung tốt nhất là thời điểm này mình không có cần phải tiêu tốn năng lượng cho những cái điều gọi là không có giá trị, không có nằm trong cái bản kế hoạch của các bạn ha à, bạn đã vạch kế hoạch như thế nào, bạn đang hướng tới như ra sao. Còn những người mà gọi là ở ngoài cái bản kế hoạch của bạn thì tốt nhất là mình không cần nói tới ha. Hãy xem họ giống như là um, một cái um, cây cỏ ngoài đường ha, à, không có giá trị không quan tâm kiểu như vậy. Và ở đây cái thiên thần đang nghe thấy bạn và đang đáp lại cái lời cầu nguyện của bạn. Thay vì khiến hạnh phúc của bạn nó phụ thuộc vào những sự kiện trong tương lai thì bạn có thể quyết định hạnh phúc ngay bây giờ. À, à, một cách để bạn có thể làm được cái điều đó là bạn hãy tập trung vào mọi thứ và mọi người bạn cảm thấy biết ơn à, và bằng cách cho phép bản thân của mình trải nghiệm những cái niềm vui ngay bây giờ thì bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn ừ, hãy kiểm soát cuộc sống của bạn và ngăn chặn những cái ảnh hưởng bên ngoài à, ảnh hưởng đến bạn tách khỏi những cái phim những bộ phim gọi là drama hoặc là những cái drama tiêu cực gì đó trong cuộc sống ha và hãy um, có một sự Um, mong đợi một cái phép màu sẽ diễn ra viết lên những cái lời tri ân những cái sự biết ơn trong cuộc sống này duy trì những cái suy nghĩ tích cực và điều này sẽ giúp cho bạn có thể là mở rộng trái tim yêu thương và đón nhận những cái sự may mắn đến với các bạn. ở à. đây một cái thông điệp dành cho các bạn đó là cái thiên thần đang khuyến khích bạn hãy dành thời gian để nghe nhạc kết nối với ăn nhạc. Ha. Ờ, kết nối với những cái bài hát nhẹ nhàng hoặc là những cái bài hát truyền cảm hứng năng lượng cho các bạn hoặc một số bạn có khả năng các làm bạn làm những công việc mà liên quan đến âm nhạc liên quan đến giải trí ha ừ. hãy sử dụng nó giống như một công cụ giúp cho bạn thư giãn và tận hưởng cuộc sống này và âm nhạc mang mọi người lại gần với nhau à. và điều quan trọng là dành thời gian với những người bạn cùng chí hướng và những người thân yêu trong môi trường mà nơi bạn có thể vui chơi và thoải mái nhất ừ hãy dành thời gian để làm việc này cho phép trái tim của bạn mở ra đón nhận cái nguồn cảm hứng từ các thiên thần xung quanh bạn ha rồi à, bây giờ mình sẽ sang đối với các bạn à, đã có công ăn việc làm thì công việc sự nghiệp tài chính của các bạn trong cái giai đoạn tháng 10 này sẽ như thế nào ha Ở đây mình thấy các bạn có khả năng có những cái vấn đề liên quan đến hồ sơ giấy tờ pháp lý hoặc là hợp đồng ở đây hoặc là hoặc là một vài bạn có thể là có những cái vụ kiện gì đó ha. mình thấy có khả năng một số bạn các bạn sẽ có sự thay đổi bản thân của mình ha các bạn cho nên cuốn hút hơn các bạn cho nên giỏi ăn nói hơn, các bạn có sự quan tâm hơn đến vẻ bề ngoài, có sự phát triển bản thân nhiều hơn, không có còn ở trong cái lối sống cũ. Ừ. các bạn có sự nâng cao sự sáng tạo sự nhiệt tình sự hăng hái của các bạn à, và đồng thời có khả năng là các bạn sẽ có sự đón bắt những cơ hội mới đến với các bạn một số bạn mình thấy các bạn còn có cái xu hướng là muốn nghỉ việc hoặc là muốn uh, tìm kiếm một cơ hội công việc khác phù hợp với niềm đam mê ước muốn của các bạn với sở trường của các bạn ha hay có một số bạn có những cái ý định như vậy và mình thấy có thể năng là các bạn uh, sẽ có sự gặp gỡ khá là nhiều người ha một người mang năng lượng nữ đây là một người uh, tài năng cuốn hút giỏi giang à, tự tin trong ăn nói một người mang năng lượng nam đây là một người có sự nh nhanh nhẹn linh động và là một người có một sự gọi là năng nổ và một người thì có sự điềm tĩnh nhẹ nhàng trang à, hòa tuy nhiên thì có một số bạn sẽ có những sự kết hợp đồng gì đó nhưng mà mình thấy các bạn cần phải tỉnh táo cần phải cẩn trọng ha à, để tránh bị thất bại ha. có một cái lá bài liên quan đến tower ở đây cho nên mọi việc của các bạn cần phải hết sức cẩn trọng ừ. mình thấy các bạn nên tin tưởng và trục giác các bạn nếu như các bạn cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ cảm thấy mọi thứ nó không rõ ràng thì tốt nhất các bạn đừng có tiếp tục một số bạn nếu mà có ký hồ sơ giấy tờ pháp lý gì đó thì mình thấy các bạn cần phải tìm hiểu rõ ràng để tránh bút xa gà chết. Có khả năng ai đó muốn hợp tác đầu đầu tư làm ăn nhưng mà các bạn cần phải rõ ràng ha. Nếu cần thì hãy nhờ luật sư hỗ trợ để bạn không có gây ra những cái tình huống sai lầm cho bản thân của mình. Ha. Cái gì cũng phải đưa ra pháp luật để có một cái sự uh, an toàn cho bạn sau này. Ừ. Một Số bạn thì mình thấy có khả năng là các bạn sẽ À, nắm bắt những cơ hội mới nhiều hơn ha à, hoặc là một vài bạn thì mình thấy các bạn có một sự thay đổi bản thân của mình như mình nói. Nói chung là mình thấy dường như các bạn có sự đổi mới gì đó ha à, và mình thấy dường như các bạn có sự tin vào luật nhân quả. Có thể có những cái biến cố những cái điều gì đó đến để các bạn có sự khai sáng. À, và mình thấy là trong cái thời điểm này bạn hãy hết sức trung thực ngay thẳng và có trách nhiệm trong việc bạn làm để không có bị uh, người khác uh, có sự phán xét phê bình ha vân vân có khả năng là trong cái tháng 10 này các bạn có sự tạo ấn tượng cho người khác à. và một số bạn dường như các bạn sẽ mua sắm khá là nhiều cho nên là các bạn cũng phải có sự cân bằng và tiết chế ha chỉ mua những gì thực sự phù hợp thôi bởi vì sẽ có nguy cơ gọi là bị uh, uh, hao mòn tài chính ừ. một số bạn có khả năng các bạn làm những công việc mà liên quan đến uh, uh, tài ăn nói um, thuyết phục ha uh, hoặc là giọng hát vân vân thì mình thấy có khả năng sẽ có những cái hợp đồng những cơ hội mới đang đến với các bạn nhưng các bạn cần phải xem xét coi có phù hợp hay không để tránh gọi là chơi um, vào những cái cạm bẫy ha của người khác dâng ra À, một số bạn sẽ tham gia một cái lớp học, một cái khóa đào tạo hoặc là tham gia vào một cái tổ chức nào đó mới nữa hoặc là sẽ có những cái buổi huấn luyện đào tạo ở đây cho nên là các bạn có sẽ có những cái sự khai phá, những kiến thức mới, những kinh nghiệm mới đối với mình các bạn sẽ có sự hợp bàn với đội nhóm khá là nhiều trong thời điểm này hoặc là bất cứ những cái điều gì mà bạn thực hiện các bạn cần phải xin lời khuyên từ những người có kinh nghiệm để bản thân của mình không có làm sai ha một vài bạn ở đây thì mình thấy có khả năng là các bạn sẽ có sự hướng thiện hơn hoặc là bạn sẽ đi theo con đường phát triển về mặt tinh thần ha đồng thời ở đây mình thấy có khả năng là các bạn sẽ có một cái sự kiểu như là một số bạn được lên chức, à, bạn lên một cái vị trí cao hơn, có khả năng là cái tin tức này đến bạn khá là đột ngột. Có thể là bạn lên vị trí đào tạo nhân viên, nhân lực, à, các bạn có nhiều thứ để chia sẻ, để cho đi, à, mình thấy là như vậy. Tuy nhiên mà cần phải giữ cái tính trung thực, cái sự ngay thẳng của các bạn thì mới được mọi người tín nhiệm ha. Ừ. Một số bạn trong giai đoạn tháng 10 này cẩn trọng những vấn đề liên quan đến... Uh, lửa ha chập điện vân vân hoặc là đi đến những nơi có độ cao thì cẩn trọng để tránh bị té ừ. và mình thấy uh, nếu như bạn uh, không có những cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng hoặc không có sự thấu đáo sẽ có một cái uh, uh, nếu bạn không có uh, không có một cái sự gọi là chu đáo cẩn trọng á, thì có khả năng sẽ có một cái vấn đề gì đó xảy ra và bạn sẽ rút ra được cái bài học kinh nghiệm cho chính mình đó ừ. thấy dường như có một cái điều gì đó diễn ra mà bạn không có kiểm soát được thì đó chính là cái bài học đó và học vũ trụ muốn mang đến cho các bạn nhưng mà sau cùng thì bạn là cái người hưởng lợi từ cái bài học đó cho nên bạn cũng không cần phải quá gọi là lo lắng nhưng mà chủ yếu là mình cần phải có sự cẩn tắc thì vô ái nái ừ tại vì mình thấy có thể là bạn sẽ ứng dụng cái bài học này để bạn có thể chia sẻ và lan tỏa giúp cho nhiều người họ không có bị bị vướng mắc giống như bạn ha hoặc là bạn học hỏi từ một người nào đó và bạn có sự chia sẻ cho cộng đồng cho mọi người biết về vấn đề đó ừ. hay là vấn đề liên quan đến pháp lý liên quan đến uh, kinh nghiệm kiến thức gì đó ở đây hoặc một số bạn có khả năng các bạn rất là muốn được nói ra rất là muốn làm cái công việc là, là phục vụ cho cộng đồng cho mọi người các bạn muốn chia sẻ ha, hỗ trợ thì mình thấy có thể là bạn làm được cái công việc đó đó à <laughs> giống như một số bạn các bạn đã có một công việc phù hợp rồi các bạn còn muốn phát triển thêm cái uh, tiềm năng cái nội lực cái tài năng của các bạn kỹ năng của các bạn nữa thì đó cũng là một cái điều tốt nhưng, phải, nhưng mà phải đi theo cái hướng gọi là rõ ràng ha xác thực uh, trung thực và sự gọi là uh, không có uh, gian trá Tài chính của các bạn đã có việc làm trong tháng 10 này sẽ như thế nào? Anh thấy giai đoạn đầu có thể là bạn ở trong cái trạng thái kiểu như là bị hơi bị bó chân buộc bụng hoặc là mọi thứ nó có sự chậm lại ha, nó không có phát triển, kiểu như mọi thứ có sự gọi là nó nó hơi bình bình kiểu vậy đó. Nhưng mà sau đó thì có thể là bạn sẽ có được cái nguồn tiền tài vững vàng hơn, dồi dào hơn, thịnh dưỡng hơn, đủ đầy hơn. À, một vài bạn có khả năng vấn đề tài chính các bạn có sự lo cho gia đình người thân đặc biệt là ba mẹ của các bạn hoặc là được ba mẹ hỗ trợ gì đó ở đây ừ. à, có một số bạn ở đây mình thấy khả năng là các bạn cũng sẽ um, um, có những cái vấn đề như là lên xuống thất thường vấn đề tiền bạc các bạn cho nên các bạn cũng phải biết uh, bảo vệ nó như là sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan và có sự tiết kiệm chi tiêu ha à, đừng vung tay quá chán trong thời điểm này các bạn cần phải có sự gọi là tỉnh táo cẩn trọng À, kỹ lưỡng rõ ràng từng đường đi nước bước Một số bạn Vấn đề tài chính có liên quan đến uh, Thuế má Liên quan đến uh, cơ quan nhà nước Vấn đề gì đó um, Hồ sơ giấy tờ gì đó Liên quan đến cơ quan tổ chức nào đó ừ. Cho nên là bạn thấy mọi thứ có sự hơi trì trệ với bạn Nhưng mà mình thấy là bạn có khả năng Gọi là uh, quản lý tốt mọi việc Có thể kiểm soát tốt mọi việc Ha và mình thấy là hình, hình như là có những cái người gọi là trung thực ngay thẳng có trách nhiệm những người gọi là cấp cao họ sẽ giúp đỡ hỗ trợ cho các bạn ừ, trong tháng 10 này mình thấy dường như là bạn sẽ có sự hội họp nhiều người để hỗ trợ để bạn có thể hoàn thành xong ha cái vấn đề nào đó của các bạn ừ, bạn nào có liên quan đến thuế má các bạn cần phải nếu mà thu nhập của bạn trên 100 triệu một năm thì các bạn nên đóng thuế đi ha để tránh những cái vướng mắc sau này à. À, và ở đây thì mình thấy một số bạn cẩn trọng với những cuộc gọi, những cuộc thông báo ha. Họ lợi dụng, họ nói là cơ quan thuế, cơ quan nhà nước gì đó Có sự phạt bạc bạn khi các bạn hãy tải phần mềm liên liên kết gì đó Thì toàn là lừa đảo thôi nha Các bạn phải đi đến cái nơi gọi là chính thống, cơ quan chính thống để bạn làm Chứ không có ai gọi điện cho các bạn đâu ừ. Và giai đoạn trong cái tháng 10 này mình thấy tuyệt đối nên kỹ lưỡng hơn Trong việc hợp tác với người khác Để tránh bị phần thiệt cho chính mình Ừ hết sức tỉnh táo hết sức cẩn trọng ha, trong tháng 10 này bởi vì tiền bạc của bạn mình thấy có vấn đề lên xuống bất thường nhưng mà nếu như bạn biết cách giữ gìn ha, có một sự gọi là um, khôn ngoan trong chi tiêu thì mọi thứ nó sẽ cân bằng và ổn thỏa một số bạn có khả năng là các bạn sẽ có được những cơ hội kiếm tiền mới như là sẽ bạn sẽ có những cơ hội như là à, công việc tay trái ha kiểu như vậy mình thấy nó sẽ phát triển đó nếu như bạn tìm kiếm bạn cố gắng bằng nỗ lực ha à, thì sau này à, về lâu về dài thì bạn sẽ có hai nguồn tiền ừ. một số bạn thì mình thấy khả năng là bạn uh, trong tháng 10 này có khả năng một số bạn các bạn sẽ đi đi đẻ, <laughs> có một số bạn đang mang thai đi đẻ cho nên vấn đề tài chính nó cũng không có được bình ổn ha kiểu như vậy. Ừ. Ở đây mình thấy nếu mà bạn có sự đầu tư tiền bạc thì bạn nên đầu tư vào À, vấn đề truyền thống thôi đừng bạn đừng đầu tư rủi ro không thôi sẽ bị mất tiền ha Thậm chí là có khả năng là một cái sự một cái cú đánh khá là lớn khi bạn cảm thấy uh, bị sốc đó ừ. Nói chung là mình thấy bạn nên đầu tư và phát triển cá nhân của mình hơn là bạn bỏ tiền ra để bạn uh, phát triển cái điều gì đó mà bạn không có chắc chắn ha ừ ở đây thì mình thấy là các thiên thần đang hướng dẫn bạn lùi lại một bước ha trước những cái năng lượng hoặc là tình huống khắc nghiệt trong cuộc sống của bạn vào lúc này bạn đang được khuyến khích nhớ rằng bạn là một người rất là nhạy cảm và nếu xung quanh bạn có những cái nguồn năng lượng khắc nghiệt bạn sẽ có khả năng bị hấp thụ phải nó ha nếu như bạn cảm thấy có một số người hoặc là địa điểm hoặc tình huống nhất định trong cái cuộc sống của bạn không phù hợp với cái vị trí hiện tại của bạn hãy lùi lại một bước rời khỏi họ đi uhm và nếu như bạn đang tham gia một cái dự án mới vào thời điểm này thì bạn đang được khuyến khích lùi lại và suy nghĩ về những ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của các bạn. Và các thiên thần đang khuyến khích bạn sống chậm lại và đánh giá lại tình hình trong trái tim và tâm trí của bạn trước khi tiếp tục. Hãy lùi lại và để mọi việc phát triển một cách tự nhiên không cần gượng ép, mọi thứ nó sẽ xảy ra vào đúng thời điểm ha. Và ở đây thì cái sự hướng dẫn bên trong của bạn là thực sự và đáng tin cậy ha. thực tế thực tiễn đó. Thiên thần biết bạn đang cảm thấy không chắc chắn hoặc là bối rối và ngài muốn gửi cho bạn cái sự xác minh rằng bạn đang nghe thấy cách uh, ngài gọi là hướng dẫn cho các bạn một cái sự gọi là um, mạnh mẽ nhất ha à, thông qua những suy nghĩ những cái ý tưởng và cảm xúc của bạn thì uh, thiên thần có sự gọi là hỗ trợ để cho các bạn có sự nhìn nhận rõ ràng về một vấn đề um, gần đây bạn cảm thấy muốn hành động uh, để làm một cái điều gì đó có ý nghĩa nhưng bạn lại do dự và sợ đi sai hướng thì ở đây một cái sự xác nhận rằng um, việc tiếp tục thực hiện những cái thay đổi đó là an toàn cho các bạn. ở đây là mình thấy là cái sự thay đổi phát triển cá nhân của các bạn đó, phát triển bản thân các bạn. Ha. ý tưởng mới của bạn là câu trả lời cho cái lời cầu nguyện của bạn, vì vậy bạn hãy hành động theo nó. những cảm xúc mà bạn nhận được đó là có căn cứ ha. và nếu bạn không tin tưởng ai đó hoặc là một cái dự án, một cái tình huống nào đó thì có thể là bạn đúng đó. Ừ. bạn đang được dẫn dắt bởi sự hướng dẫn nội tâm ngay cả khi bạn không thể thấy được nó đưa bạn đến đâu nhưng bạn hãy cứ làm theo nó. Ừ trực giác của bạn sẽ giúp cho bạn có sự gọi là kiểu như là đôi khi mình cảm thấy bất ổn ha cảm thấy có sự gọi là khó chịu bức rứt. khi mà khi mà ai đó mời gọi bạn làm ăn chung nhưng mà cảm thấy không có tin tưởng thì hãy tin vào trực giác của bạn và ở đây thì mình thấy là thiên thần muốn nói với bạn rằng nỗi sợ hãi là điều duy nhất cản trở hạnh phúc và kế hoạch của bạn à, ngài chỉ muốn giúp cho bạn cách giải tỏa mọi lo lắng hoặc là sợ hãi để bạn có thể cảm thấy an toàn và yên tâm À, bạn đã sẵn sàng buông bỏ những cái vấn đề về kiểm soát và tin tưởng rằng mọi thứ cuối cùng nó sẽ diễn ra theo cái chiều hướng tốt nhất ha một số bạn là các bạn đang đi đúng hướng trong cái việc phát triển cá nhân bản thân của bạn rồi bạn xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp à, hãy cho phép bản thân của mình nhận được tình yêu sự hỗ trợ và sự dồi dào phong phú à, bạn rất là đáng yêu trong mắt của vũ trụ ừ. Và hãy có sự biết ơn cái thiên thần vì đã giúp cho bạn thoát khỏi được những cái suy nghĩ, những cảm xúc nặng nề, độc hại ha à, hoặc là những cái điều tiêu cực dựa trên các bạn ngã của các bạn. Ừ, các bạn đang có sự kết nối rất là thiên liên với ân trên rất là nhiều, mạnh mẽ luôn. ha Hãy có sự gọi là tích cực và tin tưởng vào sự hướng dẫn các ngài, cầu nguyện các ngài luôn để có thể đi đúng đường, đúng hướng, ha không có bị chệch hướng. Ừ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.